Cao tốc Nha Trang Cam Lâm là một trong các dự án thành phần của dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và cũng là một trong ba dự án được đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư PPP. Dư luận không khỏi bất ngờ khi tập đoàn Sơn Hải là chủ đầu tư của dự án đã chủ động đề xuất Bộ Giao thông Vận tải rút ngắn tiến độ 3 tháng và thậm chí còn tuyên bố bảo hành dự án lên tới 10 năm. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào mà chủ đầu tư lại mạnh tay xin rút ngắn tiến độ trong khi nhiều dự án khác vẫn còn đang chậm dài. Không chỉ tập trung nhiều mũi thi công với lượng phương tiện máy móc, nhân lực lớn, các điểm thi công hạng mục đặc biệt khó như đào hầm xuyên núi đều được nhà đầu tư sử dụng các loại máy móc, thiết bị chuyên dụng hiện đại để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng. Để đưa vào khai thác vào tháng 6 năm 2023, trên công trường luôn duy trì khoảng 1.500 công nhân 2 ca làm việc liên tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Như bọn em thì làm 24/24, công việc của bọn em thì đi làm thì làm cá về để cho nhanh đạt nhanh tiến độ của công ty đi ra. Được xác định đây là công trình quan trọng, tiến độ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến toàn dự án. Vì vậy, nhân lực thi công xuyên đêm để đưa các gói thầu đạt và vượt tiến độ đề ra. Đến thời điểm này, sản lượng toàn dự án đã đạt 70%, nhiều đoạn tuyến đã thảm bê tông nhựa. Đặc biệt, giải phân cách cứng được đổ bê tông trực tiếp bằng công nghệ tự động để vừa đảm bảo tiêu chí kỹ thuật, tính thẩm mỹ, giảm nhân lực, đẩy nhanh thi công. Lúc đầu thì cũng là cảm thấy là vất vả, nhưng với quyết tâm của đội ngũ đơn vị Sơn Hải và tư vấn sát đông đốc thì hiện tại đã rất yên tâm về tiến độ, đảm bảo là sớm 3 tháng so với kế hoạch. Nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị máy móc và những trang thiết bị hiện đại, là đặc biệt là các cái thiết bị hiện đại là tăng cái năng suất lên để mà thi công đảm bảo tiến độ. Hạng mục là ví dụ là cầu và các cái hạng mục và bê tông nhựa và giải phân cách hiện tại bây giờ đã vượt tiến độ đây ra. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, với việc tập trung máy móc thiết bị chuyên dụng và nhân lực cùng với việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhà đầu tư cao tốc đoạn Nha Trang Cam Lâm sẽ hoàn thành dự án vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng là hoàn toàn khả thi. Thì dự án Nha Trang Cam Lâm là doanh nghiệp Sơn Hải, thì cái doanh nghiệp này thì cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cái xây dựng công trình giao thông, nên là họ cũng có cái tính chuyên nghiệp cao, nên là cái việc mà quản lý điều hành dự án của họ là cũng có những kinh nghiệm nhất định, nên là cái việc mà trong khi đó là cái tiềm lực tài chính của họ. Đấy, nhà đầu tư này chúng tôi đánh giá là họ cũng quyết tâm để mà tham gia vào hoàn thành dự án. Vừa qua, nhà đầu tư dự án này đã gửi văn bản tới Bộ Giao thông Vận tải cam kết bảo hành 10 năm với các gói thầu trên những tuyến cao tốc mà tập đoàn Sơn Hải đảm nhận, đồng thời đề nghị được công khai cắm biển bảo hành 10 năm trên tuyến để tiện cho người dân tham gia giao thông cùng giám sát việc bảo hành. Giới chuyên môn nhìn nhận, đây sẽ là dự án mẫu mực nếu như doanh nghiệp làm được đúng như cam kết.